10, 21, 19, 18, 17, 12, bé nhất là nhiêu tuổi? Mới được 7, 8 tháng. Trời ơi. Thành với sao thành mấy đứa này để sau này tiếp làm ăn. Tại vì chỗ ai làm gà với chị Mỡ nè. Ờ. Rồi chỗ gì hay à, làm có mình nên thành thử ra là cực, bây giờ phải đẻ nhiều ra. Nhiều đứa này nữa là nghỉ thôi. Nghỉ. dạ xin thay mặt Mạnh Thường Quân là anh Thanh ở Việt Kiều Mỹ và một Mạnh Thường Quân giấu tên là Việt Kiều ở Canada. Trao cho gia đình mình 2 triệu để cho chị đi sanh nha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Tiếp tục theo hành trình của mình và theo cái bước chân của anh Cò thì anh Cò nói có một cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi mà anh phải có đến 9 người, gia đình anh phải có 9 người con sống ở trong một cái ngôi nhà một nếp mà phía trước cô bác quý anh chị thấy nè. Thì ở đây là cũng là ở xã Trung Bình, ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề của tỉnh Sóc Trăng luôn cô bác quý anh chị. Để tìm hiểu thực hư như thế nào chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ vào đây thăm gia đình của chú này coi như thế nào để mà có thể hỗ trợ được phần nào thì hỗ trợ. Ở nhà này là của ai ba? Của bà lão. Nhà của bà lão. Ba của bà. Của bà già cũng như nhà em nãy đó. Thôi. Nhà này là của chú hả? Anh hả? Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 42 à. 42 hả? Bằng tuổi anh Cò hả? Trời trời. Trời trời. Ủa? Tôi hay tôi 9 người con. 8 đứa. 8 đứa có bồ thêm đứa nữa. 9 đứa. Nào con của anh đâu? Dạ. Yeah. 1 đứa này. Yeah. Này này. 3 đứa. Còn ông của anh bự. Đâu rồi? Đó thứ hai phải không? Cầm. Đấy đó. Thứ hai phải. Đó. Vô nhà vô sùng hộp đứng chụp tấm hình cái đi. Không mấy người. Cái người lớn 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 tuổi nhất là lớn tuổi nhất là nhiêu? Đó 21 tôi thằng kế nữa. Thằng kia thứ tư. Anh này thứ mấy? Dạ, em này thứ mấy? Thứ hai. Là bao nhiêu tuổi? Rồi này thứ tư. Này mới 16 17 tuổi rồi. Trời ơi. Người thứ hai đâu? Thứ hai là người nào? Đó. Là bao nhiêu tuổi? Em là 20. 16 hả? 21 hả? 21 đây. Mới có 16 17 tuổi rồi. 16 17 tuổi. Đâu mấy anh em tao đứng chung cho anh coi với. Đi chơi hết mấy đứa rồi. Chú ba ở nhà đó. Đi chơi hết rồi không? Cái chỗ 9 đứa là rõ rệt. Như là có ba cái tuổi lao động. Đâu nguyên nhà mình đấy hả? Đâu nhà đó nha. Nhà người nhà thôi. Bạn nào là người nhà đó, còn mấy bạn kia có phải không? Là bên cháu bên kia. Đâu bạn nào không phải là con này bước qua đây. Gàng cái. Bước qua bên đây con. Đâu anh đứng anh đứng bên này đây cho em xem với. Đông vui quá mà. Đây anh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 người cả em bé trong bụng luôn á. Rồi còn mấy người nữa? Còn hai người nữa là anh của em hay sao? Em đó hả? Em là lớn nhất hả? Trời ơi. Là ba người lớn mình đó, ví dụ là cũng khoảng mười mấy hai. Rồi anh là em là nhiêu tuổi? Em 21 rồi. Em 21, còn em bên đây? 17. Còn em kế em là nhiêu? 18. Anh nói hả đi. Còn thằng 18. Ghim em tay hả? 21, 18. Thằng 19, thằng 19. 21, 19, 18, 17. Còn em 12 tuổi rồi. 12, bé nhất là nhiêu tuổi? Mới được 7-8 tháng. Trời ơi. Rồi bé trong bụng. Bụng cũng gần 3 tháng 3 rồi. Trời ơi. Nhà mình đi làm cái việc gì để mà sinh sống anh? Em đi giăng lưới rồi đi nghề biển. Rồi đi nghề biển. Mình có xuồng ghe gì đi không? Có xuồng, chiếc xuồng nhỏ. Thôi nguyên gia đình mình qua đây ngồi đi cho vui. Cho vui. Nguyên gia đình vậy là mình được mấy cái giường? Hai cái rồi ngủ nhà bà lão. Lão là mẹ của anh. Trời ơi. Cô bác của anh chị hết 9 người. 40, anh 42 tuổi. Sanh được 9 người con.
cho em đi ra ngoài sau cái đi rồi ngồi đây cái đi. À, nhà của anh là nền đất nè. Mưa này nó tạt không ta? Tạt. Rồi sao ngủ? Ngủ đại. Có gì che. Ồ, nền đất. Ở đây là được hai cái giường. Đây cái giường nữa. Cái này là cái bếp mình nấu ăn hả? Ở nhà vệ sinh đâu anh? Qua bên nhà bà lão luôn. Nhà vệ sinh đi ké ha. Đi ké bà lão. Rồi cái anh mới có tiền để làm cái máy này thôi hay sao? Mới. Xin ông lão. Ông già ruột, ông làm Sài Gòn. Năm vậy ông về có lần à. Mình là người Khmer luôn. Dạ. Mấy cái tôn cũ hao lại dưỡng dắt. Tôn này ở đâu anh xin ở đâu? Tôn này cũng bên nhà từ thiện cho hồi trước. Rồi bây giờ nó gắt hết trơn rồi. Mỗi ngày anh được bao nhiêu thu nhập, được bao nhiêu tiền? Thì làm ăn nghề bà cậu à. Nhầm khi 500-600 triệu cũng chừng, nhầm khi không có ngàn cũng chừng. Mấy anh này lao động được hết chưa, vô ngồi đi. Ngồi chiếc giường ngồi đâu hết đâu hả? Bé ngồi vô lòng tiếp. Đó giờ là mình làm nghề biển hết luôn. Dạ. Không có đất cát gì hết. Không. Đất này cũng ở đậu bà lão. Ở đậu bà lão. Trời ơi, anh có thể nói tuổi qua cho em với lại mọi người biết được không, của các em ở đây nè. Đứa này thì 8 tuổi. Dạ. Rồi đứa này có 8 tên tên gì hả anh? Tên Phương. Phương. Rồi bên đây Hòa. Hòa. Bên đây Bình. Bình. Bên đây Bảo An. Dạ. Bốn đứa nhỏ này Hòa Bình An. Hòa Bình An. Hòa Bình. Thương Hòa Bình An. Bình An. Rồi hay. Rồi mình sanh như thế á, rồi mình đi đi bác sĩ, ở đi bệnh viện hay là sao? Lúc mình sanh các em bốn đứa nhỏ này à, mấy đứa lớn á thì sanh nhà không à? Sanh nhà hả? Sanh nhà hồi đó mụ bà ngoại á, bà ngoại ruột á, bà làm bà mụ. Dạ. Rồi bà ngoại mất thì còn mấy đứa nhỏ này đi bệnh viện. Rồi xin lỗi em thì em tên gì? Trọng. Trọng hả? Dạ. Trọng thì đi làm tiếp ba hay sao, đi chung với ba hay sao? Dạ. Mình thời gian em đi Sài Gòn, bây giờ về. Lúc trước là đi Sài Gòn làm gì? Làm công ty. Làm công ty hả? Ôi sao không làm nữa mình về? Tại vì đường xa quá, mới lên không có tiền gì mua xe đạp đi. Không có mua xe đi ha. Dạ. Lúc đó em làm ở quận mấy? Quận 7 hả? Dạ. Em làm gì đó? Làm công ty tàu á. Còn em làm gì? Đi với ba đi biển. Đi biển, rồi đó giờ có đi không? Có đi Sài Gòn không? Không. Ở đây không? Em đi dài hồi nào? Em đi về hồi mấy tháng trước. Anh còn cái mình sanh các em ở đây á, kêu bằng chú đi. Mình sanh các em ở đây là mỗi một năm mình sanh em hay là sao? Quá đó, cách nhau 2 năm được. 2 năm đứa, 2 năm đứa. Chị anh với chị lấy với nhau hồi anh bao nhiêu? 19 tuổi. 19 tuổi. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi ta? Bà lên hơn bên đây 1 tuổi. Là năm nay 43. Là lúc đó là chị 20. Chị có hai đứa này gần sát bên luôn. Bé kia thì ở trong bụng gần xanh luôn nữa rồi. Rồi mỗi ngày là gia đình mình ăn bao nhiêu cơm gạo? Ngày gần 3 kg. 3 kg. Một buổi á, một buổi hay một ngày? Một ngày. 3 kg gạo. Rồi đồ ăn rồi sao? Đồ ăn mình đi kiếm được. Còn... tính hồi nãy hai cha con tính đi kéo tôm nè. Kéo tôm ở biển hả? Tôm ấy, tôm trong ở trong đìa người ta bỏ đó. Dạ. Tính đi kéo không có đồ ăn. Rồi sáng ví dụ như gia đình mình có đi ăn sáng đâu không? Không. Không hả? Dạ. Rồi đi biển rồi không lẽ mình nhịn đói? Có cơm nguội ăn. Có cơm nguội ăn hả? Dạ. Em đang sửa cái lưới lại đặng tới nước. Nhà mình đi. Được mấy tay lưới? 7 tay. 7 tay mà làm tính ra làm tới người mấy tay lận mà nó chưa đủ tiền làm có 7 tay. 7 tay mà mấy người đi văng? 2 người. Rồi còn 2 người kia thì đi kiếm hàng cá ngát. Đi mọc hàng cá ngát. À. Mỗi một ngày thu nhập của anh với lại hai em ở đây là chú với lại hai em đây là bao nhiêu tiền? Mình khi con nước thì cũng chịu ngoài 2 triệu. À. Tới mình hết nước rồi, một nước đi xuống được có 7 bữa, 8 bữa. À.
bắt đầu trời thổi, bắt đầu nghỉ ở nhà làm này làm kia vậy. Dạ. Những khi người ta đi mướn làm ngày thì mình đi. Nhưng mà trước đây thì các em ở đây còn nhỏ thì lúc đó mình lo cực dữ không? Cực á. Rồi còn nhỏ, rồi mấy đứa này còn nhỏ này á, đem cái giỏng cột cây bằng luôn, văng lưới ngủ đó là thả gùi bắt đầu lên cây bằng ngủ rồi. Nước gồng vô bắt đầu đi, nước gồng vô đi tới, gồng nước lớn nó đi tới hoài. Mà lúc này mấy đứa này lớn lớn hơi đỡ mệt một chút. Dạ, khỏe hơn ha. Đỡ hơn một chút. Rồi bây giờ mình không có tiền mình mua đủ, mình dừng cái những cái tấp tôn trên đó hay sao? Không đủ. Tính hết nước này đi kiếm chặt lá bên sông nè. Dạ. Ở dựng nấu dắt đó. Sao thẻ. Ờ, nhà là không cửa luôn. Ở đây nó nè, đâu có cửa gì đâu. Ông ạ, à, dạ. Mẹ ruột của hả? Ở đây cũng không có cửa luôn nè. Ủa, mình có tính xin nữa không? Ví dụ như hết vé nữa. Em muốn xin số tiền mua dựng dắt. Dựng dắt. Cái dựng dắt này nhiều tiền không? Không biết nữa. Chưa có từng mua. Mình xin anh cho em hỏi là anh tên gì em quên rồi. Hoàng. Anh Hoàng. Lúc mà mình xin như vậy là mình các em anh em nhiều để cho vui, để hay là lớn lên mình có sức nhiều sức lao động hay sao? Em xin là mua này mua kia rồi mình làm dựng. Không phải, ý em nó anh với chị á. Đẻ xẻ đẻ. Đẻ anh hiểu em nói không? Anh nói em nói lại cho ba nghe. Thành với sao thành mấy đứa này để sau này tiếp làm ăn đây mình cho ai làm gà với chứ ơn à. Ờ rồi mình cho gì hay à, làm có mình ơn thành thử ra là cực. Bây giờ phải đẻ nhiều ra nhiều đứa này nữa là nghỉ thôi nghỉ đỡ rồi. Có anh em vui nhiều vui không Trọng? Cũng vui mà cũng biết sao trong mấy đứa này rồi thêm một lớp em không có đứa con gái nào hết trơn á, mới sinh được đứa này vừa mừng quá trời mừng luôn rồi. Vậy là 9 người con nhưng mà 8 người con trai. 7 người con trai một đứa con gái và còn đứa trong bụng chưa sanh. Đứa bụng có biết con trai gái không? Không có đi siêu âm. Ủa tại sao mình không đi siêu âm? Tại bụng nó trai nữa đó. Dạ. Lo đi làm thôi. Trai có đẻ con hai. Rồi mai mốt ví dụ như mà mình đi sanh rồi sao chị? Đi sanh rồi tốn tiền rồi sao? Đó mình móc tiền tới ngày sanh. Để. Ờ, mình có số hộ nghèo gì không? Số hộ nghèo giờ thôi xài rồi. Tại vì hết thời hạn á. Đi rồi. Phải đi rồi. Bây giờ sửa lại. Cái nồi cơm của mình đâu cho em có xem được không? Nồi cơm bự không? Trọng đi với anh được không? Rồi nè. Ôi, vậy là quên nữa, lát nữa em hỏi cái chuyện này nè. Nồi cơm bự nè, đủ ăn không? Mở nha. Ồ, chưa ăn cơm hả? Vừa tính đi kiếm kéo. Ăn cơm cái gì? Tính chưa có gì ăn. Chưa có gì ăn luôn hả? Dạ, tính đi kiếm kéo tôm rồi. Được mấy bộ đồ đó đó hả? Dạ. Trời ơi. Rồi mình có hai chiếc giường là mình ngủ được bao nhiêu người? À, mình đây ba người, kia bốn người, còn dư người thì ba người. Bên đây ba người, bên kia bốn người. Rồi còn là bảy người, còn dư hai người thì qua bên nhà ngoại. Ngoại hay nội? Bà nội. Một bò một hồng á. Ở đây là bà nội. Bà nội. Dạ. Bằng cảnh lắm coi cháu ơi. Có nhà bà ai cất cho? Ừ, cũng nhà nước chung cất cho anh. Nhà nước cất cho luôn hả? À. Mình chỉ có đất ở đây thôi hay sao? Ừ, được miếng đất này thôi. Ủa đó trời rẻ đó. Trời ơi. Em mua cho cho ngoại qua bên này. Dạ. Rồi con không ai mưa là có ngủ được không? Ngủ vậy lấy tấm bạc để à, mưa là lấy tấm bạc hả? Anh có nói với em thì nhà có người em đã có mua cho mà cũng không ảnh không có lo những cái mà để hoàn cảnh á được hoàn cảnh cái thông tin cái chỉ đáo là tôi nói nãy anh là đang muốn như thế này mà trên xong rồi bây giờ nó còn thiếu dân người này kia.
Dương bỗng nồi cũng ổng thì tôi quan tâm tôi lo đi làm. Lo đi làm cái hoàn cảnh của ảnh như thế này, rồi có thể có 3-4 người lao động mà ngặt cái em thì đông. Quá trời đông anh em luôn, Hòa Bình Bảo An hả? Thương. Có gì định Thương. Đi không rồi? Thương. Tiếp anh. Anh có ước mơ gì không? Dạ. Anh có ước mơ gì không? Em muốn ước mơ cho Thương này nó học tới nơi. À, các em này học hết không? Dạ, học. Nó học mà nghỉ rồi. Dạ, thầy hết rồi. Dạ, em học hết lớp mấy làm nghỉ? lớp 4 của em lớp mấy? Em trọng em tên gì? Hiếu. Hiếu Khương, Hiếu là lớp mấy? Từ hết lớp tiểu học là nghỉ rồi. Hồi đó là ba anh em học chung một trường. Ủa sao vậy? Hồi đó là không biết chữ. Không biết chữ hả? Tới sau này nghỉ thì biết chữ. Ờ, vừa dạy tiếng Khmer mà vừa dạy tiếng Kinh luôn hả? Không phải, dạy tiếng Việt á. Ừ. Còn tiếng Khmer không biết. Em không biết tiếng Khmer. Em nói Việt mà em không có học. Ờ. Phải học mới biết. Ừ. Đau mắt nữa đó mà không có tiền để chỉ thôi. Trời ơi. Có nghĩa là học hết lớp cao nhất là hết lớp 4 mà. Bé này hiện đang học lớp mấy? Lớp 2. Bé này chưa. Mấy bé này là chưa đứa nào đi học hết hả? Chưa. Trời ơi, hết lớp 4 em có biết chữ gành không? Đâu gành đâu. Biết hơi hơi. Biết hơi hơi. Anh chị ước anh Hoàng phải không? Chị ước mong cho Khương này học thôi hả? Dạ. Khương này nó học được. Mấy bé đi biển được hết không? Bé này không được đâu, ối. Mà cho ý đi học không anh đâu. Mình có chiếc ghe, chiếc tàu nhỏ để đi hả? Có cái chiếc xuồng nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ đây đi. Trọng người em tên gì? Hiếu. Hiếu, sao ít nói vậy? Tôi dễ không biết đâu. Hả? Em nói. Trọng có người yêu chưa? Chưa. Sao hả? Chưa hả? Đến nào lấy vợ? Hả? Đến nào lấy vợ? 39 tuổi lấy vợ thì Trọng nào lấy vợ? Chưa đâu. Ôi, hôm nay nhà mình chắc vô ăn cơm vui lắm. Hả? À? Cũng vui cũng buồn, có buồn có vui vậy. Ừ. Em thì ở Đồng Tháp xuống mặt xa lắm. Dạ. Tiếc cái là em ở hoàn cảnh như mình, em chạy đến đây là 150 cây á, anh gần Sài Gòn. Ừ. Bữa hôm cũng đi hai cà phê, đi hai rồi thất bại về. Quá trời luôn. Em hồi đó giờ anh thấy gia đình đông con vậy nhất luôn á. Thấy là chưa gặp luôn. Mà bữa nay em sẽ cho anh gặp rồi. Giờ anh cò đó. Nhà gọi 12 đứa, giờ mới được 9 đứa. Giờ 3 đứa chủ rồi. Bây giờ cũng gần Tết đến nơi rồi. Nhà mình thì khó khăn quá, cái việc mà kiếm tiền nó cũng vất vả. Mà để nuôi hết đây nè, thì cũng nhờ hên là có Hiếu với Trọng thì cũng lao động tiếp ba được rồi. Còn mấy bé nhỏ nhỏ này thì chưa lao động được, mà anh với chị còn phải lo một đứa trong bụng nữa kìa. Nên thành thử ra là thôi, hôm nay em đến đây được anh cò giới thiệu mà em cũng không có chuẩn bị gì nhiều. Nên thành thử ra là em thay mặt Mạnh Thường Quân là Việt Kiều Mỹ với lại Việt Kiều Canada. Dạ xin thay mặt Mạnh Thường Quân là anh Thanh ở Việt Kiều Mỹ và một Mạnh Thường Quân giấu tên là Việt Kiều ở Canada, trao cho gia đình mình 2 triệu để cho chị đi sanh nha. Chị đi sanh ở bệnh viện đó, với lại hỗ trợ một chi phí nào cho anh xoay sở trong cái thời gian sắp tới ha. Cho bây giờ thì em muốn đi sanh nè. Em cũng cảm ơn bên Mạnh Thường Quân. Anh Thanh là Việt Kiều Mỹ. Dạ, dạ, với lại một Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada. Dạ. Em cũng cảm ơn nhiều. Chúc anh em ở bên ngoài cho mạnh khỏe. Thôi bây giờ em thử anh điểm danh lại coi được không ha? Nên nói tên nữa. Đây là Trọng nè. Dạ. Đây là Hiếu nè. Dạ. Đây là Khương nè. Thương. Thương, Thương. Thương. Hòa. Hòa với Bình. Bình. An. Anh là Hoàng. Còn chị là gì ta? Sang. Chị tên Sang hả? Dạ. Nhà chị gần đây không? Đó. Bên bà già vợ hả? Dạ. Bên cái đường mình đi nãy đó, bên vô lịch thượng đó. Ừ, chung á. Hồi xưa giờ em gặp gia đình hai vợ chồng anh kia sinh được 6 con. À, mà anh kia 38 tuổi. Anh nhà mình thì đông hơn, đó là 9 người. 9 người con, anh 2 người đó là 11 người. Phải không? Dạ. Nhà anh 11 người, trời ơi. Lo ăn không cũng xỉu nữa. Thôi một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn anh Thanh là Việt Kiều Mỹ.
ủng hộ quỹ cho Bùi Hồ. Chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada để trao cho gia đình của anh Hoàng 2 triệu đồng để mà có thời gian xây trở trong cái cuộc sống của mình, cũng như hỗ trợ cho chị đi sinh. Và một lần nữa thì thôi, thì cũng dịp Tết gần tới nơi thì em chắc có lẽ là qua Tết thì mới xuống thăm gia đình mình lại. Thì chúc cho gia đình mình luôn có một cái sức khỏe dồi dào ha. Em cũng hai vợ chồng em cũng chúc hai anh chị vợ anh cho mạnh khỏe. Dạ. Mình quản gì. Rồi mình bye bye bằng đã đây anh, mình bye bye bằng tiếng cover Khmer đó cho em cái rồi. Quân bon sấy bon thỏ nó tê cáo mình cho mọi chi scat đấy. Có hát bài nào tiếng Khmer tặng được không? Nhóm biết hát với anh Khoa không? Không biết là bó tay không biết hát. Không biết hát hả? Dạ. Trọng biết hát không? Dạ không. Nói vậy mà không biết hát. Nói thôi ha. Thôi dạ. Chào gia đình mình nha. Dạ, bye bye. Bye bye. Chào con. Bye bye. Dạ. Cảm ơn ha. Dạ. Thôi bye bye gia đình mình nha. Dạ. Chị nhìn ở ngoài, nhìn vô nhà của anh Hoàng là mới thấy được cái nỗi khó khăn của nhà của anh á. Mưa ở bên này mà gió tát một cái lùa bên kia qua thôi thì chắc buổi tối là không bao giờ ngủ được đâu. Thì cũng hôm nay có dịp cơ duyên đến đây để biết được nhà của anh Hoàng, thì mình cũng thay mặt Mạnh Thường Quân là anh Thanh với lại một Mạnh Thường Quân ở Việt là giấu tên ở Canada, hỗ trợ cho anh được phần nào thì hay được phần đó. Có cái cột ở giữa, trụ giữa, các bác quý anh chị thấy không? Thôi nó cặp vô kia. Kìa đây nè, đây nhìn vô đây thấy nè. Ôi trời, không biết nói sao luôn á.